Vâng, Thanh Nguyên xin kính chào tất cả quý vị, các quý anh chị đang xem kênh Thanh Nguyên Vlog. Buổi sáng ngày hôm nay thì Thanh Nguyên muốn cập nhật gửi đến cho tất cả quý vị một trong những thông tin cực kỳ chấn động liên quan đến một số lãnh đạo cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh. Vào tối ngày 12 tháng 11 năm 2022, thì phía Bộ Công an chính thức khởi tố bị can bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Bích Hạnh, Phó Cục trưởng Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh. Và ngay lập tức buổi sáng ngày 13 tháng 11 ngày hôm nay thì Cục trưởng Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh là ông Lê Duy Minh chính thức đã bị chuyển công tác, thưa quý vị. Cụ thể thì tối ngày 12 tháng 11, cơ quan cảnh sát điều tra C03 Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can bà Nguyễn Thị Bích Hạnh, Phó Cục trưởng Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh. Cùng bị khởi tố với bị can Hạnh còn có một số bị can khác liên quan trong vụ án. Bị can Hạnh bị khởi tố về để điều tra về hành vi vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát và lãng phí. Đây là một trong những diễn biến mới nhất trong quá trình C03 điều tra bổ sung vụ án lừa đảo, lạm dụng chức vụ, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, sản xuất hàng giả, buôn lậu, nhận hối lộ xảy ra tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam liên quan đến công ty Thủ Đức Hồ Xe. Trước đó, tháng 8 năm 2022, C03 vừa ban hành kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, đề nghị truy tố 34 bị can trong vụ án liên quan đến Thủ Đức Hồ Xe. Các bị can gồm Nguyễn Vũ Bảo Hoàng, Tổng Giám đốc Thủ Đức Hồ Xe, Nguyễn Ngọc Trường Chinh, Phó Tổng Giám đốc Thủ Đức Hồ Xe, Nguyễn Thị Bích Ngọc, Trưởng phòng Kinh doanh Thủ Đức Hồ Xe, kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Thủ Đức World, Hoàng Minh Tuấn, Kế toán trưởng Thủ Đức Hồ Xe và Nguyễn Văn Lành, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại An Lành Phát và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Bình Thạnh, Đào Thị Nga, cán bộ Chi cục Thuế quận 1, Nguyễn Phương Nam, cán bộ Chi cục Thuế quận 3. Theo đó, các bị can nói trên bị đề nghị truy tố về nhiều tội như là lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, sản xuất hàng giả, buôn lậu, nhận hối lộ. Theo kết luận điều tra trước đó, thì các bị can nói trên đã lừa đảo chiếm đoạt của nhà nước hơn 538 tỷ đồng tiền thuế giá trị gia tăng, vận chuyển trái phép 51.675.638 USD, tương đương 1.205 tỷ đồng từ Việt Nam ra nước ngoài, và 22.731.686 USD, tương đương 528 tỷ đồng từ nước ngoài trở về Việt Nam, buôn lậu hàng hóa trị giá 2,8 tỷ đồng, nhận hối lộ 7,4 tỷ đồng, sản xuất buôn bán hàng giả trị giá 986 tỷ đồng, thưa quý vị. Cụ thể thì từ năm 2016 đến năm 2020, Trịnh Tiến Dũng, 48 tuổi, được xác định là cầm đầu và đang bị truy nã, đã chỉ đạo thành lập nhiều doanh nghiệp ở Việt Nam và nước ngoài để thành lập hồ sơ xuất khẩu nhập hàng hóa tại Mỹ, Campuchia, Hồng Kông, Trung Quốc, Malaysia và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Dũng đã thành lập sử dụng 13 pháp nhân để ký các hợp đồng xuất nhập khẩu, giao nhận hàng hóa. Tại Việt Nam, Dũng chỉ đạo Trần Hoàng Tiên, Trần Nhất Thanh, Mạc Văn Nguyện, Nguyễn Hoàng Lân, Nguyễn Thiên Phú thành lập một số doanh nghiệp, trong đó phần lớn là các công ty ma. Trịnh Tiến Dũng đã chỉ đạo nhân viên chuẩn bị sẵn một số linh kiện điện tử như RAM, chip, DVD-ROM, tranh gỗ là hàng giả, hàng nhái, hàng đã qua sử dụng, hàng có giá trị thấp. Sử dụng các công ty nêu trên lập hồ sơ nhập khẩu CD hoặc DVD-ROM để chuyển tiền từ Việt Nam ra nước ngoài. Ngược lại, xuất khẩu RAM, chip, tranh gỗ để chuyển tiền từ nước ngoài về Việt Nam với mục đích hoàn thuế giá trị gia tăng thông qua Thủ Đức Hồ Xe, công ty Sài Gòn Tây Nam, công ty Hoàng Nam Anh. Sau khi thủ tục xuất khẩu linh kiện điện tử đi Mỹ, Campuchia, Singapore, Hồng Kông, Trung Quốc, sử dụng các công ty trong nhóm mở tài khoản làm thủ tục nhập khẩu linh kiện điện tử lẫn với hàng hóa khác tại quay lại Việt Nam. Riêng linh kiện điện tử xuất khẩu qua Campuchia được nhập lậu về Việt Nam bằng cách gửi xe khách. Đối với các bị can là cán bộ thuế, kết luận điều tra thể hiện các bị can như Đào Thị Nga, Nguyễn Phương Nam, Ngô Huỳnh Lũy đã phạm vào tội nhận hối lộ. Cụ thể, bị can Đào Thị Nga đã nhận 776 triệu đồng từ Lưu Thị Ngát để tạo điều kiện cho công ty Hiếu Bảo và công ty Thái Sơn Nguyễn hoạt động xuất hóa đơn giá trị gia tăng, kê khai khống hàng hóa đầu vào
để khấu trừ thuế trên địa bàn Nga được giao quản lý. Còn Nguyễn Phương Nam nhận hơn 6,1 tỷ đồng từ Lưu Thị Ngát để tạo điều kiện cho 6 công ty hoạt động xuất hóa đơn giá trị gia tăng, kê khai khống hàng hóa đầu vào để khấu trừ thuế trên địa bàn Nam được giao quản lý. Còn Ngô Huỳnh Lĩ nhận hối lộ hơn 497 triệu đồng để tạo điều kiện cho 3 công ty hoạt động xuất hóa đơn giá trị gia tăng, kê khai khống hàng hóa đầu vào để khấu trừ thuế trên địa bàn Lĩ được giao quản lý. Sau khi Cục C03 Bộ Công an đã khởi tố bị can và bắt tạm giam và tiếp tục điều tra mở rộng trong vụ án này, thì ngay lập tức vào sáng ngày 13 tháng 11 năm 2022, thì Bộ Tài chính vừa ban hành văn bản về việc chuyển công tác đối với ông Lê Duy Minh, Cục trưởng Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể, thì Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn ký quyết định điều chuyển ông Lê Duy Minh, Cục trưởng Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh đến công tác tại Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 11 tháng 11. Trao đổi với phóng viên, thì vào sáng 13 tháng 11, ông Lê Duy Minh cho biết hiện tại ông vẫn đương nhiệm chức vụ Cục trưởng Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh và đang tập trung điều hành công việc, thực hiện một số báo cáo giải trình cho cấp trên về việc một lãnh đạo của cục vừa bị khởi tố. Trước đó, thì trong ngày 12 tháng 11, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã quyết định khởi tố với bà Nguyễn Thị Bích Hạnh, Phó Cục trưởng Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh, điều tra về hành vi vi phạm về quy định quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Bên cạnh đó, ngày 12 tháng 11, dư luận ở Bạc Liêu rất quan tâm đến vụ ông Châu Văn Mỹ, 52 tuổi, Phó Chánh án Tòa Nhân dân tỉnh Bạc Liêu, bị lực lượng điều tra của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao bắt quả tang đang nhận hối lộ tại nhà nghỉ CH, phường 1, thành phố Bạc Liêu. Người đưa tiền cho ông Mỹ là bà DHT, 37 tuổi, ngụ huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu. Bà Lê Thị Ái Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bạc Liêu cho biết cơ quan chức năng của địa phương chưa nhận được thông báo chính thức của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao về việc bắt giữ ông Mỹ. Khi nào Tỉnh ủy Bạc Liêu nhận được văn bản của cơ quan tố tụng, nơi đây sẽ tiến hành các quy trình xử lý về mặt đảng đối với ông Mỹ. Một nguồn tin cho biết là bà DHT bị Tòa án Nhân dân huyện Hòa Bình xử 6 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản, số tiền liên quan vụ án hơn 4 triệu đồng. Sau khi kháng cáo xin hưởng án treo, bà T đã gặp vị Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Bạc Liêu. Ông Mỹ hứa sẽ xử án treo với điều kiện bà T phải chi 100 triệu đồng. Nữ bị cáo sau đó đưa trước cho ông Mỹ 80 triệu đồng. Vào ngày 8 tháng 11, ông Mỹ làm chủ tọa phiên tòa xử phúc thẩm, đã sửa án sơ thẩm từ 6 tháng tù giam thành tù treo. Những tình tiết được hội đồng xét xử xem xét để giảm án cho bà T là thành khẩn khai báo gia đình có công với cách mạng. Sau khi được cấp phúc thẩm cho hưởng án treo, bà T với ông Mỹ hẹn gặp nhau tại nhà nghỉ CH tối ngày 11 tháng 11. Vị Phó Chánh án lái ô tô 4 chỗ biển số 94A04668 đến nhà nghỉ để nhận tiền thì bị lực lượng cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao bắt quả tang. Khám xét nơi ông Mỹ nhận hối lộ trong nhà nghỉ xong, lực lượng chức năng đưa vị Phó Chánh án ra ô tô để kiểm tra. Kết quả khám xét xe, cơ quan điều tra không phát hiện thêm tài sản nào. Ông Đặng Quốc Khởi, Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Bạc Liêu cho biết, việc cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao chưa thông tin về việc bắt ông Mỹ. Việc khám xét nơi làm việc của ông Mỹ cũng chưa được cơ quan chức năng thực hiện. Nói về việc có tạm đình chỉ công tác ông Mỹ hay không, ông Đặng Quốc Khởi cho biết không thuộc thẩm quyền của Tòa án Nhân dân tỉnh Bạc Liêu. Được biết, ông Châu Văn Mỹ quê ở xã Vĩnh Bình, huyện Hòa Bình. Trước khi làm chánh án Tòa án Nhân dân huyện Phước Long, ông Mỹ từng làm cán bộ rồi giữ vị trí lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân huyện này. Sau khi rời huyện Phước Long, thì ông Mỹ làm chánh án Tòa án Nhân dân huyện Hòa Bình. Vị này sau đó về thành phố Bạc Liêu làm chánh án Tòa án Nhân dân thành phố trước khi làm phó chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Bạc Liêu. Thưa quý vị, thì đó là một trong số những cái nguồn thông tin buổi sáng ngày hôm nay Thanh Nguyên muốn cập nhật gửi đến cho tất cả cô chú anh chị chúng ta theo dõi. Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Mong rằng cô chú anh chị chúng ta khi xem video hãy để lại cho Thanh Nguyên một like, một đăng ký, một chia sẻ giúp kênh có thể phát triển hơn. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị, tất cả cô chú anh chị trong những video và những chủ đề mới tiếp theo. Xin cảm ơn rất nhiều. Vâng, cuối phần video ngày hôm nay thì em muốn giới thiệu đến cho tất cả cô chú anh chị một sản phẩm được gọi là tinh hoa của thiên nhiên,
đó chính là mật ong rừng nguyên chất được lấy từ rừng tràm U Minh. Quý vị chúng ta được biết là mật ong nó có rất nhiều những cái công dụng khác nhau và hỗ trợ điều trị rất nhiều những cái căn bệnh, ví dụ như là chữa ho khan, ho đờm, chữa bỏng nè, tăng cường trí nhớ nè, hỗ trợ điều trị bệnh đái tháo đường, thậm chí đó chính là nâng cao hiệu quả để chữa lành những cái vết thương. Và bên cạnh đó đó, rất là nhiều những cái công dụng dành cho các chị em có nhu cầu làm đẹp. Thì đây là một sản phẩm được lấy từ rừng tràm và chính tay người nhà em đi lấy, cho nên cái phần chất lượng là bảo đảm cho các quý chị là bao xài, bao thử, miễn phí ship toàn đất nước Việt Nam. Và hiện tại thì sản phẩm của bên em có thể giao trực tiếp đến toàn thế giới. Quý vị khán giả nào bên phía nước ngoài đó thì có nhu cầu liên hệ qua cái số điện thoại em đang ghi trên màn hình, nhắn tin qua Zalo, Viber hay là gọi trực tiếp để đặt hàng. Cũng như em sẽ tư vấn cho quý vị khán giả một trong những cái cách sử dụng và cách bảo quản mật ong như thế nào là tốt nhất. Xin được cảm ơn tất cả các chú chị, mong rằng hãy ủng hộ cho mật ong rừng nguyên chất. Xin cảm ơn.